những tiết mục đầy mãn nhãn, những giọng hát lần đầu tiên xuất hiện tại chương trình Đối Đầu Đỉnh Cao. Ý dùng thì Vân Kim nói là đúng là dạ, con thế là đâu có chúa nào mà thằng phú quên hát được đồng cảnh ngọc dây lối chi sao hoàng gia những cầm cọt lên những trước tiên phải vượt qua các thử thách trí tuệ và vận động. Trời ơi, ai sẽ giành giải thưởng đặc biệt màu nào? Ngày 8 tháng 12 trên VTV3. Đối đầu đỉnh cao. Và xin được chào mừng tất cả quý vị chúng ta đến với một tập phát sóng mới khung giờ quen thuộc 20:30 ngày thứ năm hàng tuần trên kênh VTV3. Chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. Và bây giờ chào đón ba đội chơi xuất sắc của ngày hôm nay. Xin mời. Trời ơi. Trời ơi. Cộng sản đi chơi. Em dạ. Xin chào anh dạ. Minh Sù, em chào chị Việt Hương. Dạ em chào chị Việt Hương, em chào anh Minh Sù. Ủa sao hai đứa chéo ngoe ha? Dạ, dạ đúng rồi, tụi em phải đối lập với nhau, luôn luôn là phải chéo nhau dạ. Như vậy. Em tên là Phước Lộc. Dạ em tên là Mậu Đạt. Ồ hai đứa này tên cũng đối lập luôn. Thấy hình thể hai bạn đối lập với nhau. Đó, hai nhan sắc cũng đối lập với nhau. Chị ý gì nói em xấu hơn không? Không, em đẹp chứ. Trời em ơi. Là cỡ chị trở lên chứ không có xuống được. Đúng xác trời. Hôm nay Mậu Đạt với lại Phước Lộc là bạn bè hay là tri kỷ? Dạ, thật ra tụi em là bạn bè của nhau thôi. Dạ không. Ủa? Ủa sao vậy vậy? Dạ, nhưng mà bạn bè ở ngoài. Dạ con đã vào chương trình thời tiệm là đối thủ. Ủa? Bé ơi, không không không. Dạ. Ủa? Mình là đang là một đội luôn á. Ba. Trời đó trời. Cố lên nha. Trời ơi. Mình phải hợp tác với nhau. Thôi bây giờ sửa sai, dạ. Đặt cái tên đội. Đặt cái tên liền. Đặt cái tên liền. Trời ơi, nãy giờ tụi em ra ngoài kia đã bàn bạc với nhau rồi. Dạ. Cái tên nó phải hợp và gắn kết để đi đến cuối cùng. Dạ, cái tên của tụi em đó chính là Thích Chơi Game. Phải. Ủa, rồi hợp nhau chưa? Hợp nhau chưa? Chưa. Lại nè. Dạ. Cái tên của tụi em đó chính là Nặng nhẹ. Chứ cái tên tụi em không có khán giả mà nghe ngay khúc giữa tự nhiên tưởng tụi chị nặng nhẹ. Làm ừ. Nặng nhẹ. Nó nặng nó nhẹ gì không em đó. Đó đó tụi em đang muốn cái ý đó đó là ở ngoài tụi em là bạn thân với nhau nhưng mà cái bạn này nè lúc nào cũng nói nặng nói nhẹ em à. Mà thật sự là cái ký của hai tụi em cũng nặng nhẹ luôn. Nãy giờ giới thiệu là cái mặt em có không có hiền đâu nghe. Chắc em để y chang vậy. Đúng à. Rồi đó chị. Đúng em cân. Em này hiền nhất ở đây. Dạ vâng, một tràng pháo tay cho đội nặng nhẹ. Yeah. Đi đâu đó một đội trời ơi quá. Và bây giờ hãy cùng chào đón đội chơi thứ hai, xin mời. Wow. Gì vậy? Cái túi em đi giảng rồi. Trời ơi, tôi có cần chơi lắm đâu. Thiệt á. Dạ kính thưa mọi người, em tên Tài Nghệ Danh, Tài Xì Mai. Quá quen thuộc với những phần chế tác lại những cái tác phẩm đã thành công nha mà hát xong quên luôn bản gốc. Quá dễ thương. Tài là nhạc sĩ chơi đàn cũng 10 năm. Dạ. Sau đó ngưng đàn, bữa đó hát. Hát nổi luôn cái đàn 10 năm chưa nổi. Dạ còn bạn chơi với Tài ngày hôm nay. Dạ em chào mọi người, chào chị Việt Hương, chào Minh Sù. Dạ em tên là Đặng Phương Trâm. Biệt danh của em là Trâm Pháp. Bây giờ hai bạn có cái tên gì đặc biệt cho nhóm không? Tại vì em thì biệt danh em là Smile Nụ Cười. Thì dạ. Em là Cười, bé Trâm thì theo kiểu hơi gia đình có người lại Pháp. Dạ. Nên là tụi em sẽ đặt là Cười kiểu Pháp. Hai đứa đặt cho Cười đúng rồi. Ba. Hai đứa rồi. Pháp rồi đó ha. Thật sự là Cười kiểu Pháp cũng giống kiều Việt Nam thôi chị. Dạ. Đúng không? Rồi chào đón hai anh em đến với chương trình. Xin mời Cười về đi kiểu Pháp về chỗ của mình. Và đội cuối cùng, xin mời. Wow. Mặc quạo, phong cách lạ. Em đi chơi mặc quạo quá. Em chào anh Minh Sù, em chào tên em. Là B-Max ạ. Em dù B-Max, Max nghe nó có chữ X, nghe đỡ hơn lại. Quạo dạ. Lên. Em tên là B-Max. Ờ, đó văn mới à, nữa. À vậy ừ. Dạ. Dạ, em chào chị Việt Hương. Ừ.
Em chào anh Minh Sù. Chào em, ừ sợ á. Em là Dê Dê Nhật Hạ. Tới đây chơi mà hai đứa quạo dữ vậy, có chuyện gì? Tại nãy giờ em ngó em thấy mấy đội kia, một đội là dễ thương vui vẻ, một cái đội kia cũng vui vẻ dễ thương, cho nên là em không còn gì hết, em còn có cái quạo à. Mà em có vẻ không hợp đời em quá chị, em thả em xì nãy giờ. Em ơi, cái đội Tài xì mai giả bộ vậy thôi, cái mặt của Tài tự động đem ra là xấu nghe em, quạo nghe em rồi. Cho nên là em cứ dễ thương đẹp đi. Thôi vậy cho em giới thiệu lại dễ thương đi. Giới thiệu dễ thương. Hai ba. Em là... chào chị Việt Hương, em chào anh Minh Sù và chào tất cả các bạn khán giả. Em là Dê Dê Nhật Hạ, hiện đang là diễn viên ạ. Dạ em tên là Bimas và hiện tại em cũng đang là một diễn viên ạ. Tụi em có bạn nhau rất là kỹ. Tên của tụi em đó chính là Đỉnh Cao. Đỉnh Cao. Hay, được. Có 10 câu hỏi dành cho ba đội chơi thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Sau khi MC đọc câu hỏi với khẩu lệnh hết, các đội chơi phải bấm chuông để giành quyền trả lời. Đội đầu tiên bấm chuông nhưng trả lời sai thì sẽ nhường quyền trả lời cho hai đội còn lại. Sau khi MC đọc lại câu hỏi và sau khẩu lệnh hết, đội bấm chuông trước sẽ có cơ hội trả lời đúng sẽ ghi được một điểm, sai thì nhường quyền trả lời cho đội cuối cùng. Quý vị thân mến, đây là đối đầu Đỉnh Cao và vòng thi đấu thứ nhất mang tên gọi Nhanh tay lẹ mắt. Nhanh tay lẹ mắt là vòng thi đấu thứ nhất thôi. Vòng thi đấu thứ hai sẽ có tên là Chung sức chung lòng. Và vòng thi đấu thứ ba mang tên gọi đối đầu trực diện. Ba đội chơi ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua trước mắt là hai vòng thi, để xem điểm số của đội nào, tổng số điểm của hai vòng là thấp nhất chúng ta phải dừng cuộc chơi. Và hai đội còn lại sẽ bước vào vòng 3 của chương trình được thể hiện tài năng. Ở cái vòng 1 này rất là dễ dàng luôn, nhanh tay lẹ mắt. Tập trung lắng nghe, ai nhanh tay để sẵn để bấm chuông nha. Câu 1 bắt đầu. Vừa bằng cái đầu trẻ con, tóc xanh cổ nhỏ chỉ tròn ngón tay. Mấy chục con mắt lạ thay, lột da bỏ mắt, hương bay thơm lừng. Là quả gì? Hết. Phạm Huy, hai đội lại nghe kỹ chưa hết rồi mình bấm. Chưa hết mới được bấm. Hết. Hết. Xin mời đội cười kiểu Pháp. Dạ, câu trả lời của đội em là quả thơm á, quả dứa. Chính xác. Một điểm cho đội cười chữ Pháp. Và bây giờ sẽ là câu hỏi tiếp theo. Loài chim nào có khả năng bay lùi hết? Xin mời đội Đỉnh Cao. Em được nghe lại câu hỏi không? Loài chim nào có khả năng bay lùi? À, con chim rùi. Con gì? Con chim rùi á. Con chim rùi là đáp án chính xác. Chúc mừng. Chim rùi hay còn được gọi là chim ong, được mệnh danh là phi cơ thần tốc của thế giới tự nhiên luôn. Và đây là một họ chim nhỏ sống ở Bắc Mỹ. Chúng có thể giữ nguyên một tư thế với một cái tần số đập cánh là 70 lần trên một giây. Quá kinh khủng đúng không ạ? Và có khả năng bay lùi. Chúc mừng một điểm cho đội Đỉnh Cao. Và bây giờ sẽ là câu hỏi tiếp theo. Xin mời video clip ạ. Xin chào các đội chơi của đối đầu Đỉnh Cao. Mình là Thanh Tâm. Hiện tại mình đang tìm hiểu về các bài thơ ca ngợi vẻ đẹp quê hương đất nước. Có một đoạn thơ mình rất thích. Gió đưa cành trúc la đà, tiếng chuông trắng cỏ, canh gà thọ xương. Mịt mờ khói tỏa ngàn xương, nhịp chạy yên thái mặt hương tây hồ. Đố các đội chơi trong đoạn thơ trên từ ngữ nào nhắc đến các vật dụng? Kể tên các vật dụng trong bài thơ trên. Hết. Xin mời đội Đỉnh Cao. Dạ em... tiếng chuông. Tiếng chuông là có cái gì? Cái chuông á. Cái dạ, chuông, dạ. Rồi. Cái tiếng chày là có cái chày. Mặt gương tây hồ, cái gương. Ba cái. Chuông, chày và gương. Đó là đáp án chính xác. Yeah. Hay quá nhở. Dạ đội nặng nhẹ ơi, mình có chơi mà. Chưa? Dạ có chơi nhưng dạ. Mà em định nhấn rồi nhưng mà bạn em là nó chẹn cái tay lại cho em nhấn không kịp. Mình dạ. Phân công đi, một người nhấn thôi rồi xong rồi mình bàn trả lời ha. Rồi. Quốc gia nào có nhiều sân bay nhất Đông Nam Á? Nha, nghe rõ nha. A. Singapore. B. Malaysia. C. Indonesia. Và D. Thái Lan. Hết. Đó. Ê, mời nặng nhẹ trả lời. Chị ạ. Trời ơi. Dạ. Malaysia. Malaysia là một đáp án sai. Quốc gia nào có nhiều sân bay nhất Đông Nam Á? Chúng ta có 3 phương án lựa chọn nữa mà thôi.
A Singapore, C Indonesia và D Thái Lan hết. Dạ, Indo ạ. Indo là một đáp án chính xác. Chúc mừng. Yeah. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Đỉnh núi cao nhất nước ta, Phan Xi Phan, thuộc tỉnh nào hết? Cười kiểu Pháp. Dạ, câu trả lời của đội em là Lào Cai ạ. Tỉnh Lào Cai là đáp án chính xác. Yeah. Ôi, trời ơi, hay quá em ơi. Em có đi rồi. Một điểm nữa dành cho cười kiểu Pháp. Mời các bạn xem clip. Câu hát chính xác còn thiếu trong đoạn nhạc vừa rồi là gì? Hết. Mời nặng nhạc. Tôi bấm cho bạn trả lời. Trời ơi. Nói nữa. Câu này nè, tiếp là câu tiếp theo câu nè. Câu đó thiếu đó. Tiếp theo. Chơi. Muôn nơi muôn nơi. Hết giờ. Mất lượt. Hết. Xin mời đội. Đúng không ạ? Này chốt. Chưa chính xác. Xin mời đội cuối cùng. Sai luôn. Không được. Mỗi người được một lượt thôi. Đáp án. Quá dài mọi người ơi. Và bây giờ chúng ta hãy chinh phục câu hỏi này nhé. Câu hỏi như sau. Bộ phận nào trên cơ thể của con sóc giúp nó giữ được thăng bằng khi di chuyển từ cây này sang cây khác? Hết. Cười kiểu Pháp mời. Xin mời cười kiểu Pháp. Em theo em biết là thường đó là nó bay, nó sẽ dùng cái đuôi nó để nó thăng bằng á. Cái đuôi. Dạ. Và đáp án của em là đáp án chính xác. Yeah. Rồi đó rồi. Câu hỏi tiếp theo nè. Sinh dương là tên gọi dược của củ nào? Hết. Xin mời đội đỉnh cao luôn. Dạ củ gừng. Chính xác. Chính xác anh chị. Hay quá vậy. Sao vậy? Đã có chữ dược ở trong luôn rồi á. Dược. Nhưng mà tại sao em biết đó là sinh dương là dạ, củ gừng? Dạ tại vì hồi đó em có quay một cái phim mà ở trong một cái nhà mà bán thuốc, họ có đưa một cái củ gừng phơi khô và họ gọi đó là sinh dương. Thế là nãy nói đến sinh dương là em nhớ liền. Em xin phép bỏ nhà ra đi được không? Chứ bạn em không thông minh. Em ơi, này nó còn thuộc vô dòng số may mắn nữa. Đúng. Nè bây giờ chị thề với em câu sau chị không bấm. Nhưng mà anh bấm nha. Ủa kỳ vậy? Nhìn lên màn hình nha. Xin chào các đội chơi của đối đầu đỉnh cao. Mình là Nguyễn Kim Tài. Và bây giờ mình sẽ thực hiện một điều nhảy và các bạn cùng xem nữa nha. Đố ba đội chơi. Điệu nhảy rất là dễ vừa rồi. Có tên là gì? Hết. Anh Tài anh hứa rồi luôn á. Không, anh Tài anh hứa chị làm chứng. Anh Tài chị hứa à? À, anh Tài anh không có hứa. Có mình người kiểu Pháp trả lời. Dạ thì theo như em biết thì em thấy cái anh thần tượng mà Michael Jackson nhảy cái điệu đó. Còn cái tên thì em không biết nhưng mà em nghĩ cái điệu đó là điệu chắc người ta hay gọi là điệu nhảy của Michael Jackson. Điệu nhảy Michael Jackson là một đáp án có cơ hội dành cho đội bên này. Rồi. Hết. Hay quá trời, tụi em bấm lẹ dễ sợ vậy. Trả lời cho anh coi. Trời ơi, dạ. Điệu nhảy bước trên mặt trăng. No. Tên tiếng Anh là gì? Tên tiếng Anh của nó là Moonwalk. Chính xác chứ ơi. Trời, bạn được một điểm mà tụi em mừng dễ sợ. Hãnh diện. Hãnh diện lên.
Một tràng hú tay cho một điểm đầu tiên của đội. Trời ơi. Cảm ơn. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng ngày hôm nay nhé. Trang phục truyền thống của người phụ nữ Ấn Độ có tên gọi là gì? Đáp án A, áo saffron, B, áo choàng điều, C, áo chuba và D, áo sari. Hết. Xin mời đội cười kiểu Pháp. Dạ, em nghĩ là đáp án D, áo sari. Áo sari là đáp án chính xác. Yeah. Đúng, sari. Hay còn gọi là sari là một loại trang phục dành cho phụ nữ ở tiểu lục địa Ấn Độ. Loại trang phục này thực chất là một tấm vải dài từ 4 tới 9 mét. Dài từ 4 tới 9 mét là cái 4 mét là chắc dành cho những người cao như chị. Đội cao và đội cười kiểu Pháp đang có điểm là bằng nhau 4-4. Đội nặng nhẹ. Dạ, trả lời được có một câu đó. Có vẻ như là hôm nay ngang tài ngang sức đúng không? Cho nên là chúng ta vẫn tiếp tục đến với một câu hỏi phụ nữa dành cho hai đội. Câu hỏi tính toán như sau: 66 cộng 99 bằng bao nhiêu? Hết. Xin mời đội đỉnh cao. 165. 165 là một đáp án. Chính xác, đúng không? Đúng rồi. Đội đỉnh cao đã chiến thắng đem về 3 lượt vòng số may mắn. Đội nụ cười của Pháp được 2 vòng số may mắn và đội nặng nhẹ được 1 vòng. Mời vòng số may mắn. Vòng số may mắn. Có một vòng số may mắn gồm nhiều quả bóng được đánh số từ 1 đến 9. Điểm số của các đội chơi ở vòng thi trước đó chỉ quyết định số lần quay vòng số của đội mình chứ không phải là điểm số cuối cùng của vòng thi. Đội chơi có điểm số cao nhất sẽ có 3 lượt quay, cao thứ hai sẽ có 2 lượt quay và đội có điểm số thấp nhất sẽ có 1 lượt quay. Tổng điểm trên quả bóng sau các lượt quay vòng số sẽ là điểm số cuối cùng của đội chơi. Quý vị thân mến, đây là vòng số may mắn lượt thứ nhất dành cho đội có một lượt duy nhất ngày hôm nay để quay thôi. Mời, vô! Music! Dạ. Số gì đây? Số gì đây? Cái số gì đây? Số gì đây? Cờ ra mà con mấy? Còn mày gì đây? Coi tôi trúng gì đây? Coi tôi may mắn không? Số gì đây? Số gì đây? Cái số gì đây? Số gì đây? Lắng lặng mà nghe tôi kêu. Cờ ra con mấy? Cờ ra con mấy? Ở đây Thái Bình. Thái Bình nghe lời ta đi truyền phán. Dạ. Thần dân mãi khâm tuân lời thì chúa thôi đành lên giết với ca mà đầu rơi lực chiều châu ba cầm đầu binh pháp thề không nữ tha cho nhà người. Trời ơi mẹ ơi, ủa ta đóng hai vai cho ý dùng quyền bất kiếm nói liền không hai vai con để lòng tôi không chúa đều màu khăn phú chân đầu xanh không gây lối chi sao hoàng gia những tâm đoàn tình rồi còn muôn đô chính ly nguyên kề bên tiếc làng vui chôn con số 4. Quá dễ thương, chào tay cho bác Tư. Thái Bình công chúa. Trời ơi, một mình nó làm hết từ nãy tới giờ luôn. Không sao, bạn tin tôi. Dạ, sao bạn làm? Không sao, tin tôi đi. Thiệt luôn á. Vậy là em chỉ có 4 điểm nha. Bên đây người ta có 3 lần quay. Để coi người ta được bao nhiêu điểm. Rồi, để vô. Thái Bình hát giùm con số đó Thái Bình ơi. Rồi, hát đi Bình. Music. Số gì đây con số gì đây số gì ra số gì đây con số gì đây An Giang có Long Xuyên mặn mà dạ. Ai đi châu đốc nhớ ghé qua dìa bà về tình biên nhớ thương em Hà Tiên sao nè trên đồng ruộng xanh áo dài em dịu hiền thốt nốt ở nhân ai đuôi cầu người em chờ mới Tân Châu có thư xin đợi chờ nếu có về quê hương đất miền Tây nhớ thương em nhiều rồi. Nhớ thương em nhiều nhớ thương em nhiều người chị em chấp ra rồi người em nơi núi Sam con số 8 đó con số 8 con số 8 dạ rồi dễ thương quá à một lần thôi là đã hơn đội em rồi bé Thái Bình công chúa có 4 à mà hát giùm cho ta lên tới số 8 rồi lên tới số 8 rồi ở tại núi Sam mà còn số 8 nữa trời đất ơi rồi số 8 dạ. Lần này số điểm của tụi em là số 6. Wow. Rồi, cao quá luôn. Tổng là 14 điểm. Hai đứa nắm tay xoay vòng nó đi. Rồi. Dạ rồi. Rồi. Đã ra
là số mấy nha? Đã ba là 6,8. Tổng dồn hết 3 lần quay là 21 điểm. Đúng không? Rồi, giờ anh quay nha, anh quay trước nha. Anh quay trước nha. Rồi, vậy đi chị ơi. Rồi, vậy đi chị ơi, dặn ra. Một lần nữa mời Thái Bình công chúa hát giùm cho đội đây bài. Được. Ta sẽ ra cái đây. Cô ấy xem vòng 2 ta có may mắn không khi ta làm từ thiện vòng loại này. Ê! Trời ơi! Sao? Trời đất ơi! Chuyện gì? Trời ơi! Nguy báo! Nguy báo! Có chuyện gì? Chị Nguy! Chuyện gì? Dân ơi! Tư khóc nè! Đừng có khóc Tư ơi! Sao vậy? Đừng có khóc! Tư ơi! Đừng khóc! Tư ơi đừng khóc, bóng tôi trước mắt sẽ bắt điều gì. Tư ơi đừng lo, Tư ơi đừng cho tương lai buồn tắc. Sao trong màu mắt có chút tiếc nuối muốn cứ gì vì từ đâu hề sợ, từ đâu hề mãi đi say tìm đầu. Không còn tương lai, em cũng chẳng còn tương lai. Sau bao nhiêu đau em mong rằng con tim em dừng lại. Nỗi nhớ để lâu bay, nhớ đến trong một lâu đài của những gì nè? Những gì? Lâu đài của những đứa tào lao còn số 6. Được, số 6 được. Rồi tới em. Rồi mời bạn coi. Dạ. Số này xin kêu cái nha. Rồi. Rồi. Mời em. Dạ. Mời đọc con số. Số gì đây? Wow. Số gì đây? Số 6. Ủa? Cái gì vậy? Mà đâu có biết đọc đâu. Trời em đất đâu biết đọc, em đọc vậy thôi hả? Hai con số 6 rất là đẹp luôn. 12 điểm. Và đây sẽ là áp lực rất nặng nề đối với lại đội nặng nhẹ. Ở vòng 2, bằng mọi cách phải chơi chiến thắng để chúng ta xoay được 3 vòng để cứu lại. Với vòng 2 có cái tên rất là dễ thương, đó là Chung Sức Chung Lòng. Quý vị thân mến, chúng ta đã quay trở lại với đối đầu đỉnh cao và sân chơi này mang tên gọi Chung Sức Chung Lòng. Nhưng mà hiện nay ba cặp đôi cũng không thoải mái gì lắm chị Hương ạ. Họ đang bị thắt chặt tình bạn đó, thành một đội với nhau, chỉ còn hai cánh tay của từng thành viên là thoải mái mà thôi. Chúng ta giống như là gộp lại thành một người và tham gia thử thách này nha. Rồi xin mời các bạn vào vị trí xuất phát ở bên đây. Một đội chơi gồm hai thành viên sẽ bị cột hai tay ở giữa và dùng tay còn lại để cùng nhau vượt qua các chặng thử thách sau. Chặng 1, cùng mặc 3 cái áo gối và 3 chiếc gối kích thước khác nhau, sau đó cùng nhau xỏ dây và cột nơ cho một đôi giày ở chặng 2. Đến chặng 3, đội chơi phải thắt một dây thun sao cho dây có tổng cộng có 10 nút thắt. Ở chặng cuối cùng, đội chơi phải mặc một chiếc áo khổng lồ và cài hết các cúc áo lại. Sau 4 chặng thử thách, đội nào về trước là đội chiến thắng. Và thời gian bắt đầu. Không có làm tay này nha, tay này để dưới nha. Đúng rồi, một người giữ, một người nhét. Không, một người giữ cho một người nhét. Bên đây người ta làm được rồi nè. Dưỡng đúng không anh? Trời ơi, đội nụ cười Pháp là quá trời nhanh. Nụ cười Pháp đã xong. Đúng rồi, lắc quá xuống. Giỏi. Rồi, xong. Lẹ. Quá giỏi. Chiến thắng rồi. Đúng rồi. Sao? Mở ra. Một người giữ cái đầu, một người nắm cái bào của mỗi đầu. Đây, đã hoàn thành xong rồi, chị Hương. Chuyển. Hoàn thành luôn. Rồi. Chạy lẹ. Nhanh lên. Phải canh cái dây á, mắt công các bạn phải mở ra lại một lần nữa, mắt công lắm nha. Đó, canh đều. Bên đây là con mắt luôn. Ở bên đây là hai bạn, là hai chiếc nè. Đội bên này là hai người cùng một chiếc. Dạ, mỗi người đều có chiếc một. Dạ. Đúng rồi. Gần xong, thắt cái nơ lại, thắt cái nơ. Thắt nơ phải là cùng nhau. Trời đất ơi, cái đội này tình cảm. Trời đất ơi, xuất sắc. Không, lộn rồi. Đúng rồi, xiết vô rồi, bên này nữa.
hoàn thành một chiếc. Bên đây hoàn thành được một chiếc tắc nơ luôn rồi. Quá đẹp. Có thể tụi em nhanh hơn á, ráng lên, ráng lên. Ở bên kia mới có một chiếc thôi. Và hoàn thành. Rồi đến với phần khắc ghi thung nha. Rồi bên này cũng được hai chiếc luôn. Bây giờ nó rối, bây giờ nó rối. Cái tay này không được tài. Hiện nay thì chúng tôi đang thấy là cái sự khó khăn của cả ba đội luôn, không biết thắc ghi thung như thế nào. Bên đội cười cứu pháp có một chiến thuật gì không? Giấu nhẹm ở bên trong luôn, giấu hết bên trong luôn. Đừng nói nữa. Một vòng. Quý vị thân mến, chúng ta đã quay trở lại với đối đầu đỉnh cao. Và đây là vòng số may mắn sẽ quyết định đội nào phải dừng chân. Dù có dừng chân hay không thì vẫn có giải thưởng là 7 triệu đồng với giải 3 ra về. Bên cánh trái Minh Xù là đội chơi đã chiến thắng ở vòng 2, cho nên chúng ta sẽ nhận được 3 lượt quay số. Xin mời. Rồi, mời. Đi từ từ thôi, từ thôi nè, từ thôi. Rồi. Rồi, ngưng, ừ. Ý, màu hồng là số mấy vậy? Chắc số ngay số 1. Dòng trước là tụi em 12. Và ở ngay vòng này họ đã kéo được số 1. Wow. Không, mình còn hai vòng quay nữa mà. Dạ. Quay. Anh ơi, hai số kia mình bỏ cuộc đi, đừng kéo nữa. Dạ. Số vậy thì bây giờ đừng có xoay. Họ cộng vô là họ 13 rồi đúng không? Bây giờ cho cái đội quay một lần qua quay đi. Dạ, đúng rồi. Em nghĩ như vậy đi, em nghĩ vậy đi cho. Dạ. Đúng rồi. Bây giờ em phải quay bằng được số 9. Em là 12 phải không? Dạ. Cộng 1 là 13. Bây giờ em có 4, em phải quay được số 9 thì bên này người ta bỏ hai vòng kia luôn. Quay được số 9 hả? Số 9 nha. Rồi, cố lên nha bạn. Bạn quay 9 vòng đi. Cái lòng cầu này mình phải quay thật là nhiều nó mới trộn đều số lên nè. Phải không? Dạ đúng rồi. Không, bạn quay về đây đặt nó xuống cái lòng cầu đó. Đi về còn đền rồi, tiền cái lòng cầu rồi. Nữa. Màu hồng. Màu hồng. Quá dữ dội. Mời em đọc số. Kêu số nó không? Trời ơi. Trời bạn. Bạn mình bắt đầu từ đâu thì mình về từ đó hả chị? Về từ đó con số 4. Ủa? Số 4 nữa. Rồi vậy. Cái gì vậy? Trời gì mà sao luôn hả Minh Xù? Thật sự ra chúng tôi muốn cầm sẵn thôi. Bởi vì bên đây đã hết lượt quay rồi và cộng lại 2 vòng mà có 8 điểm.
thì làm sao mà bì nổi với hai đội bên đây? Đúng rồi, toán sơ khai đó. Thôi chị Hương, giúp em đi ạ, để phân xem là đội nào có điểm số cao hơn qua hai vòng để chúng ta quyết định thi trước hoặc thi sau ở vòng sau. Đúng rồi, tất nhiên rồi. Mà bây giờ thấy thương quá. Thương. Ốc kìa, ốc tung ngàm luôn kìa. Ôi trời, số 9 trên kia. Nhưng mà bển là không có 7 triệu. Số 1 nữa. Số 1 nữa. 6 số 1, số 1. Dạ. 4 điểm. 2 số 6, 2 số 1 rồi. Đúng rồi. Hay vậy, tay nhầm nữa. Hỏi em bên đây hứa mà 2 số 1 là gì? Và số này là số... Dự đoán số 5 nha. Số 5. 5. Trời ơi. Tổng là 19 điểm. Bên này người ta không xoay luôn mà người ta nhiêu điểm nói cái hết rồi nè. Dạ 21. Trời ơi. Trời ơi. Chiến thắng xuất sắc không cần quay luôn. Và ngay giây phút này chúng tôi rất cần một tràng hỗ tay thật lớn để cảm ơn và chúc mừng cho đội nặng nhẹ đến với chương trình Đối Đầu Đỉnh Cao. 7 triệu đồng thuộc về tụi em. Dạ. Kèm theo một kỷ niệm chương nữa. Rất là vui khi được đồng hành với chương trình nha. Hôm nay thấy chương trình sao nè? Em cảm nhận thì sau cái chương trình này, cái đầu tiên là tụi em được biết nhiều thứ hơn. Nhưng mà một cái duy nhất em mất ở trong cái chương trình này thôi. Sau chương trình này có nghĩa là mất cái tình bạn giữa em với Đạt. Dạ. Giận nhiều á. Sau những cái này mình mới hiểu nhau hơn mà. Dạ thôi, nói vui vậy thôi. Nhưng mà thật sự ra hai đứa là ngu điệu. Chơi lại hả? Cảm ơn bọn em đã đến với chương trình. Và bây giờ với dòng đặc biệt Đối Đầu Trực Diễn. Quý vị thân mến, chúng ta đã quay trở lại với Đối Đầu Đỉnh Cao và đây là vòng thi đấu mang tên gọi Đối Đầu Trực Diễn. Hai đội của chúng tôi cũng đã có một cái sự thay đổi về mặt ngoại hình, chắc chắn cũng đã chuẩn bị rất là nhiều những phần trình diễn đặc sắc và ấn tượng đây. Chúng ta sẽ có một cái mini game. Trên tay của chị Việt Hương đang cầm có hai màu, màu xanh và màu đỏ. Các bạn chiến thắng sẽ được quyền rút trước một sợi dây. Thì sợi dây còn lại thuộc về đội còn lại rồi, chắc chắn là như thế. Và chúng tôi sẽ xác định đội nào rút được sợi dây dài hơn sẽ được quyền thi sau. Đội nào rút dây ngắn mình thi trước, được không ạ? Em được quyền lựa dây màu gì? Em lựa trước đi. Màu xanh, rồi em nắm màu xanh. Rồi em nắm màu đỏ đi. Màu đỏ. Một, hai, ba, rút ạ. Và dây nào dài hơn ạ? Dài hơn. Dây màu xanh. Tụi anh thi trước rồi. Rồi em qua kia ngồi. Và bây giờ sẽ là tiết mục trình diễn của đội Cười Kiểu Pháp, xin mời. Người ra đi để sầu úa lên trần, trên đôi vắng lệ chia ly nàng còn thấm đôi vai này, tạ từ mà nụ hôn nào đêm cuối vẫn còn tha thiết. Em hỡi, mình đã không chung từ thuyền nhau rồi, ta hận trách nhau chỉ cho lòng nghẹn ngào chua xót. Thôi mình xóa cho nhau niềm đau cơn hận để thuyền lòng sáng nắng. Mối tình đầu lỡ chuyện sau khi em qua cầu, làm hay chăng ta tiễn nhau? Biết rằng đời sẽ quên mau hay coi như mình chẳng hề quen nhau. Chẳng thể quên nhau rồi anh ra đời chẳng còn chi vì lòng vương sẽ đâu còn biết gia đình vương chi từ khi em ra đi và giờ đâu mặt hôm nào dù dàng yêu thương làm sao ngày nào bao phút chốc vượt ta ngày ra đi tìm hạnh phúc cho riêng mình còn lại lòng ta chết trong khung trời im vắng số đơn côi tình buồn khắc sâu trong hồn trọn đời chẳng hề nguôi nhìn chăn gối hương nồng chưa xưa. Người yêu hơn cho nhau niềm đau cơn hận để thuyền em nhẹ ghé sang ngang xuôi chiều tìm vui duyên mơ đường muôn lối hình bóng ta theo ngày đêm không rời đời còn mình anh thôi. Mối tình đầu
làm hành trang tha thiết nhau. Biết rằng đời sẽ quên mau, hãy coi như mình chẳng hề quên nhau. Tại vì cái đoạn nhạc đó nó ngắn quá. Hay là em đọc lại được không? Đọc lại đi. Đọc lại nha. Đọc lại chị nghe coi. Giờ này chẳng còn gì vì là vương chi đâu bà mi. Giờ thì vương chi từ khi em xa đi. Mình ra đôi mắt hôm nào dịu dàng yêu thương làm sao. Ngày nào bao phút chốc dục tan. Bao phút chốc dục tan. Trời ơi. Cái là hôm nay nghe lạ quá. Bình thường nghe anh Tài Smile hát là vui không? Nghe cái gì đó rất là mới mẻ. Hôm nay tự nhiên cái nghiêm túc, rồi mặc vest này kia mọi thứ, tự nhiên em thấy là một mà hình ảnh hoàn toàn mới của Tài Smile luôn. Áp lực cho đội. Áp lực. À, đỉnh cao. Xin trân trọng mời đội đỉnh cao. Yeah. Mãi sau này anh mới biết bông hoa đó không phải của anh. Chẳng qua là anh đã đi ngang qua đúng mùa hoa đẹp nhất. Còn tim anh cứ ngỡ là duyên số, thì ra đó chỉ là chuyện hư vô. Lý do chia tay là gì em có biết không? Vì em không yêu anh như anh yêu em. Vì em xem anh chỉ là nhất thời. Người mãi chơi với như anh, làm sao anh mơ có em. Mãi sau này xa nhau anh mới thấu, suốt chặng đường hai người xa là đã biết hết về nhau. Sau này gặp nhau anh muốn biết mùa hoa đẹp nhất em có nhớ gì. Ngày đó yêu nhau lúc xuân thì mà điều gì làm em quay lưng đi. Nếu gặp lại nhau em vẫn ôm anh hay em sẽ né tránh? Dạo này em sao? Vì em không yêu anh như anh yêu em. Vì em xem
sau này xa nhau anh mới thấu, suốt chặng đường khi yêu ai biết đâu, người mình từng thương giờ như hai người xa là đã biết hết về nhau. Sau này gặp nhau anh muốn biết mùa hoa đẹp nhất em có nhớ gì, ngày đó yêu nhau lúc xuân thì mà điều gì làm em quay lưng đi. Nếu gặp lại nhau em vẫn ôm anh hay em sẽ né tránh anh, chỉ dám buông đôi câu chào. Dạo này anh sao? Là có quen chưa rồi chia tay chưa mà sao hôm nay quay trở lại rồi? Đốt nhà em, nhà em có nóc, nhà em có nóc. À, nhà có nóc hả? Nhà có nóc. Còn bên kia em thì đang kiếm cái nóc. Kiếm cái nóc nha. Giới thiệu cho anh. Thật sự quá đẹp cái tình cảm của hai đứa, mặc dù là hát là lúc đầu là mỗi bạn một đoạn nha, nhưng mà sau đó ghép lại bùng nổ lên cái sân khấu, ánh sáng, đèn led, tất cả mọi người đây hỗ trợ, quá tuyệt vời cho tiết mục này. Bây giờ cái là áp lực đúng dành cho 50 bạn khán giả đại diện ở đây. Các bạn ơi, các bạn thương mình không? Tài xì mai không? Tôi cũng yêu thương các bạn. Ừ vậy đi ha, chấm điểm đi. Nói chung là thắng thua không quan trọng, chơi cho vui thôi. Nên là mọi người cứ chấm điểm theo con tim của mình. Nhưng mà đối với em chơi game show có tiền thì vui hơn, càng nhiều tiền càng tốt. Hơi bao thuận, hơi bao thuận. Rất là tế. Những con người có con, có cái, đúng rồi, tinh tế lắm chị ơi. Nên là ở đây là bao nhiêu? 50 người. 50 người. Mình thắng giải nhất là 15 triệu. Mỗi người 200 ngàn rồi đi. Hay là mỗi... Mình dẫn mọi người đi ăn luôn. Lộ vốn luôn. Chơi luôn, tới bến luôn. Quý vị khán giả thân mến, có thể ở nhà quý vị đang xem truyền hình và có thể là mình có cảm nhận là tôi thích đội A và tôi thích đội B. Nhưng có thể là cho chương trình được đại diện 50 bạn ở bên này là ban giám khảo tại phim trường. Thật sự phải nói là các bạn nên suy nghĩ công tâm, bởi vì đây là những tiết mục lần đầu tiên trình diễn thôi và chỉ có tại sân chơi này. Và thời gian bình chọn bắt đầu. Hiện giờ chúng tôi có đội A là Tài Mai và bạn Phương Trâm. Đội B là Vinmax cùng với Ye Ye Nhật Hạ. Mỗi người có một màu sắc khác nhau. Chúng ta chỉ còn 7 giây. Hiện giờ số xác suất là 47 và 45. 5. Hai bên vẫn nhảy. 4. 3. 2. 1. Và hết giờ. Hết giờ. Mời hai đội thử tay lại để cảm nhận nè. 1, 2, 3, 4, 5.
Xin được chúc mừng cho đội chiến thắng ngày hôm nay là V-Max và Yeah Nhật Thảo. 57,5%. 42,5% và 57,5%. Và đây là phần thưởng dành cho đội V Nhi. Đây là phần thưởng dành cho đội V nhất. Cũng nhận chưa các chương trình. Cảm xúc khi cầm giải nhất, hai bạn thấy sao? Tay em đến giờ vẫn lạnh, rất lạnh luôn. Lần đầu tiên em hát, nghĩa là em cũng có hay cover chơi để mốt lên kênh YouTube của em thôi. Lần đầu tiên mà em hát trong một cái chương trình truyền hình luôn. Em run kinh khủng run luôn. Hồi nãy em hát mà cái chữ của em nó run vậy nè. Nên đến bây giờ em vẫn cảm thấy rất là vui, bởi vì ngoài cái việc mình được hát cho anh chị nghe rồi cho khán giả nghe, mà hơn hết là em biết được là các bạn khán giả đã dành tình cảm cho mình rất là nhiều, thì cái chuyện đó là cái chuyện khiến em rất rất hạnh phúc luôn. Và vượt qua cái nỗi sợ của mình luôn. Còn bên đây thì sao ạ? Dạ đầu tiên thì em cũng như anh Tài thì em nghĩ chắc là mình sẽ rất là vui khi được gặp mặt mọi người ở đây. Rồi qua chương trình thì thật sự tụi em học được và biết được rất là nhiều cái kiến thức mới cho mình. Và đặc biệt là được chơi cùng mọi người thì đã rất là vui rồi. Mặc dù thì tài chính nó quan trọng thật. Dạ nhưng mà vô tới vòng này là vui lắm rồi ạ. Dạ. Còn anh Tài sao? Chuẩn bị đi về Cà Mau chứ sao? Mày phải thương anh Tài dữ lắm. Anh Tài bây giờ hiện tại không sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh mà ở dưới Cà Mau á, cứ mỗi lần có chương trình là phải bắt xe lên thành phố, quay hình xong là bắt xe về ngược lại. Dạ, thì nói chứ về thì về Cà Mau thì về, nhưng mà không quên. Cảm ơn chương trình, cảm ơn khán giả nha. Rồi hẹn gặp lại, cảm ơn mọi người. Dạ.
Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành với chúng tôi trong suốt chặng đường ngày hôm nay. Minh Xù nghĩ rằng là tất cả những cái món quà từ âm nhạc, từ tài năng cho tới những cái sức lực mà các bạn đến với chương trình ngày hôm nay cũng thể hiện được rất là nhiều cái tinh thần gắn kết của các cặp đôi. Và chúng tôi hy vọng rằng các bạn sẽ tuyệt vời như thế, sẽ hiểu nhau nhiều hơn nữa và sẽ cùng nhau tạo ra được những cái giá trị nghệ thuật thật là tuyệt vời dành cho tất cả quý vị khán giả tại trường quay cũng như là tất cả quý vị khán giả tại nhà. Nhớ chương trình Đỡ Đầu Đỉnh Cao của chúng tôi vào lúc 20:30 thứ năm hàng tuần trên VTV3. Chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. Còn bây giờ Minh Xù và Việt Hương xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.